ASEAN ra tuyên bố chung về Biển Đông. Thành phố Brisbane náo nhiệt chào đón hội nghị thượng đỉnh G20. Chứng khoán thế giới, các thị trường vẫn diễn biến khó lường. Minh Phi rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC Thế Giới. Chúng ta đã điểm qua những nội dung chính, còn bây giờ xin mời quý vị đến ngay với những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 25 đang diễn ra tại Myanmar, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề nghị một hiệp ước hữu nghị với các nước ASEAN và cam kết một khoản cho vay ưu đãi trị giá 20 tỷ đô la để phát triển hạ tầng. Trong khi đó, các nước ASEAN đã ra một tuyên bố chung nêu rõ sự quan ngại trong vấn đề Biển Đông. Chúng tôi sẵn sàng đạt được một thỏa thuận dựa trên bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và sẵn sàng đối thoại với các nước ASEAN trong khuôn khổ đối thoại dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng nhau. Mục tiêu của chúng tôi là một vùng biển hòa bình cho khu vực và thế giới. Hiệp ước này được xem là một nỗ lực của Trung Quốc trong việc xóa bỏ những nghi ngại của các nước láng giềng về một mối đe dọa mang tên Trung Quốc. Ông Lý khẳng định Trung Quốc sẵn sàng thực hiện hiệp ước hữu nghị với những nước khác để thể hiện một tình hàng xóm và tình bạn hữu hảo. Ông Lý tuyên bố dành khoản vay ưu đãi trị giá 20 tỷ đô la cho các nước ASEAN để phát triển hạ tầng, đầu tư vào đường xá, cầu cảng, đường sắt để phục vụ phát triển kinh tế. Tuy nhiên, ông cho rằng vấn đề tranh chấp trên biển chỉ nên được giải quyết song phương hơn là giải quyết đa phương hay thông qua cơ chế trọng tài. Philippines, một trong những nước ASEAN có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc, đã kiện nước này ra tòa án quốc tế quanh tuyên bố của Trung Quốc giữ chủ quyền đến 90% hải phận trong khu vực. Trong khi đó, hội nghị cấp cao ASEAN 25 đã tuyên bố về Biển Đông ngày hôm qua 13 tháng 11, trong đó tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Trong nội dung thông cáo có đoạn viết, chúng tôi tiếp tục quan ngại về tình hình trên Biển Đông. Chúng tôi tái khẳng định các cam kết chung về bảo đảm giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc đã được thừa nhận chung của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, không đe dọa hay sử dụng vũ lực, thực hiện kiềm chế và không được có các hoạt động gây phức tạp thêm tình hình hay mở rộng gia tăng căng thẳng trong khu vực. Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của các cam kết chung của các nước thành viên ASEAN đối với hòa bình, ổn định, an ninh hàng hải và lòng tin chung trong khu vực. Nhấn mạnh sự cần thiết tạo dựng các điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp. Thưa quý vị, thành phố chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh G20 thành phố Brisbane của Úc hứa hẹn sẽ đón tiếp hàng ngàn đại diện các phái đoàn quan chức cấp cao, truyền thông và du khách đến với hội nghị này bằng sự kiện mang đẳng cấp quốc tế vào ngày 15-16 tháng 11 tới. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với những quang cảnh Brisbane trước giờ khai mạc hội nghị. Sự kiện G20 được tổ chức với 24 đã khởi động ngay từ ngày 24 tháng 10 và kéo dài đến hết ngày 16 tháng 11, mang đến những chương trình sống động về đời sống văn hóa, âm nhạc.
Không khí náo nức chung tại Brisbane trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20. Rất nhiều nhà hàng địa phương cũng tổ chức lễ hội chào mừng chuyến viếng thăm của các nguyên thủ quốc gia bằng những tác phẩm nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Quán bar nổi tiếng Brisbane là Alfred & Constant sẽ chuẩn bị bữa tiệc mang tên là Obama Rama vào ngày 13 và ngày 14 tháng 11 để tôn vinh Tổng thống Mỹ Barack Obama với món cocktail dứa mang theo phong cách Hawaii quê ông và chiếc burger Obarama để thể hiện tình yêu của ông Obama với những chiếc bánh kẹp. Nếu ông Obama không thể đến đây thì cũng đã có sẵn hình của ông được cắt theo đúng kích cỡ người thật và có rất nhiều những chiếc mặt nạ Obama dành cho những ai muốn chụp hình chung. Chúng tôi tổ chức tiệc Obamarama để chào đón Tổng thống Obama đến Brisbane và để cho thấy rằng chúng tôi, những người dân bang Queensland sống vui vẻ như thế nào. Chúng tôi biết quê gốc của ông ấy là ở Hawaii, nên tại sao lại không làm điều gì đó để cho ông ấy cảm thấy như là đang ở nhà. Mang đến cho ông một ly cocktail pina colada, một chiếc bánh kẹp Obamarama sẽ giúp cho ông cảm thấy thực sự thoải mái. Trong khi đó, tại trung tâm của Brisbane, đầu bếp của nhà hàng Pony Dining cũng đang tự mình thiết kế loại bánh mang tên là Barrett Burger. Chúng tôi muốn cho những thực phẩm quan trọng nhất của Mỹ vào trong một chiếc burger để tạo nên một chiếc bánh Barrett Burger không phân biệt đảng phái. Đó là chiếc bánh có mù tạt, phô mai, hành chiên, dưa chua và thịt xông khói. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu như ông Obama đi dạo trong thành phố, tìm thứ gì đó để ăn. Nhưng nếu ông ấy làm như vậy thì sẽ thật là tuyệt vời, nhất là khi ông ấy có mặt ở nhà hàng Poly Dining. Tại trung tâm hội nghị triển lãm Brisbane, đầu bếp Martin Leiter, từng được đào tạo tại Anh, đang hồi hộp chờ đón một trong những tuần làm việc lớn nhất trong sự nghiệp của ông. Đó là chuẩn bị 100.000 bữa ăn cho các lãnh đạo cao cấp trong suốt thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Chúng tôi đã chuẩn bị một thực đơn rất đặc biệt dành cho lãnh đạo các nước G20. Tôi có mọi nguồn thực phẩm đến từ Queensland và chúng tôi sẽ phục vụ phái đoàn các món hải sản chỉ có ở vùng này, với những món tráng miệng đặc biệt mang đặc trưng của Queensland. Tôi quả là may mắn từng được nấu ăn cho rất nhiều thực khách hoàng gia và các bộ trưởng tại Anh. Giờ đây tôi sẽ nấu cho Thủ tướng Anh David Cameron và tôi mong được cho ông thưởng thức những đặc sản tinh túy nhất của Queensland. Michelle Olivier, một cửa hàng thời trang cao cấp nằm tại trung tâm Brisbane, cũng là nơi duy nhất bán những thương hiệu thời trang mà ông Obama hay mặc, đã trang hoàng cửa hàng của mình để tạo sự thân thiện cho ông Obama. Cửa hàng này tiết lộ sẽ đón tiếp một trong 20 vị lãnh đạo G20 nhưng không nói rõ đó là ai. Tôi muốn chào đón ông Obama tại đây. Chúng tôi có những hãng thời trang mà ông ấy thích. Người dân Brisbane cũng vui vẻ được chia sẻ các bí quyết du lịch Queensland của họ. Khi được hỏi các lãnh đạo G20 nên đi đâu nếu như họ có thời gian rảnh rỗi, có rất nhiều gợi ý cho rằng họ nên bắt chuyến phà CityCab để ra biển. Đầu bếp Martin Leiter từng sống tại Anh cho rằng Thủ tướng Anh David Cameron nên đi xem trận đấu bóng của câu lạc bộ Chelsea tại đây vào tối thứ Bảy tuần tới. Trong khi đó, một nhân viên gốc Hàn Quốc thuộc nhà hàng Pony Dining cho rằng Tổng thống Park Geun-hye nên dành ra một ngày để nghỉ ngơi. Còn một nhân viên gốc Hoa làm việc tại khách sạn Chen thì lại khuyên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nên đi đến những bãi biển nổi tiếng thế giới tại đây. Còn bây giờ, Minh Vy xin mời quý vị đến với phần 2 bản tin FBC Thế Giới qua những thông tin như sau. Ấn Độ đạt được thỏa thuận an ninh lương thực với Mỹ. Quần áo cũ, mặt hàng đang được yêu thích tại các nước Đông Âu.